thực dạ. Dạ. Sắp. Tao đang nói rồi, hướng đông. Hướng đông là hướng nào? Trời ơi, hướng đông là hướng này. Tắt máy mẹ nó rồi. Cảm ơn Lộc, anh quay phim này anh không có lấy tiền cách xe, cho nên anh được người ta săn sóc chu đáo gì đó. Không. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, em làm đâu. Rồi, em lại đi. Rồi, em lại luôn. Bệnh là đoàn ớt mà chứ gì. Rồi. Khi mà lôi lên không sao chạy nào. May quá nhờ cô đi số này cho em lấy một xí. Dừng. Ok.